Đàn mọi K-pop vượt qua Bishai và BTS, Lisa trở thành idol K-pop có 102, đạt nhiều kỷ lục Guinness nhất thế giới. Thành tích khủng khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Theo thông báo từ tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới, Lisa đã đạt được 2 kỷ lục, bao gồm nữ nghệ sĩ solo K-pop đạt 1 tỷ lượt stream nhanh nhất trên Spotify và album đầu tay của nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên đạt 1 tỷ lượt stream trên Spotify. Với thành tích này, nữ thần tượng đã nâng tổng số kỷ lục Guinness Thế giới của mình lên con số 7, vượt qua Bishai, người đã nắm giữ 5 kỷ lục. Điều này cũng khiến Lisa trở thành sao Hàn có nhiều kỷ lục Guinness nhất thế giới. Trước đó, việc phát hành album solo đầu tay là Lisa đã giúp nữ thần tượng nhanh chóng đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Vào tháng 10 năm 2021, Lisa đã lập 2 kỷ lục Guinness Thế giới đầu tiên của mình. Chưa kể tháng 1 năm 2023, thành viên Blackpink còn giành thêm 3 kỷ lục Guinness với tư cách nghệ sĩ solo, bao gồm nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên chiến thắng tại MTV Video Music Awards, nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên chiến thắng tại MTV Europe Music Awards và nghệ sĩ K-pop có nhiều người theo dõi nhất trên Instagram kể từ ngày 19 tháng 1 năm 2023. Đặc biệt, ngôi sao đa tài còn góp giọng trong album comeback của Taeyeon, Big Bang với ca khúc Song. Trong ngày đầu tiên phát hành, bài hát đã thống trị bảng xếp hạng iTunes tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Chile, Pháp, Singapore, Philippines, Campuchia và Tây Ban Nha. Được biết, Blackpink là nhóm nhạc nổi tiếng, thành công ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Chính vì thế, các thành viên đều sở hữu khối tài sản khủng, là mơ ước của nhiều người. Em út Lisa còn chuẩn phú bà khi sử dụng thẻ đen, tàu biệt thự sang chảnh ở Hàn Quốc. Tờ Big Hanh Quốc từng đưa tin, Lisa đã tạo một căn biệt thự cao cấp tại Seongbuk-dong, ngôi làng giàu truyền thống văn hóa ở phía bắc thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Cơ ngơi của em út Blackpink rộng gần 700m², trị giá khoảng 7,5 tỷ won, tương đương hơn 142 tỷ đồng. Kết cấu biệt thự bao gồm một hầm và hai tầng trên mặt đất. Theo truyền thông Hàn Quốc, căn biệt thự này từng là tổ ấm của vợ chồng CEO Lotte New York Palace, Jang Seo-yong. Lisa đã ký hợp đồng mua lại vào tháng 7 năm 2022. Đến ngày 30 tháng 1 năm 2023, nữ thần tượng đã thanh toán toàn bộ số tiền. Cùng thời điểm này, em út Blackpink được xác nhận quyền sở hữu biệt thự và ghi vào sổ đăng ký bất động sản ở Hàn Quốc. Trước đây, Lisa sống trong một căn hộ rộng lớn tại Seoul, Hàn Quốc. Cơ ngơi của nữ thần tượng được trang trí bởi nhiều nội thất đắt đỏ, đầy đủ tiện nghi. Không những thế, khối tài sản của mỹ nhân gốc Thái còn không ngừng tăng lên nhờ danh tiếng vượt bậc. Bên cạnh việc hoạt động âm nhạc và tham gia các chương trình truyền hình, Lisa còn nắm trong tay nhiều hợp đồng giá trị với Celine, Bulgari, Matt, Jiva Dragon và Acme de la Vie. Theo Zombie, tiền cachet của Lisa sẽ không dưới 5 con số, tính theo đơn vị USD. Nữ thần tượng ước tính thu về ít nhất 300.000 USD, gần 7 tỷ đồng cho một buổi biểu diễn, và 600.000 USD, gần 14 tỷ đồng cho mỗi hợp đồng quảng cáo. Chưa dừng lại ở đó, nhờ vào 87,5 triệu người theo dõi trên Instagram, em út Blackpink sẽ thu về 200.000 USD, tương đương 4,6 tỷ đồng mỗi bài đăng tài trợ. Ở tuổi U20, Lisa đã có sự nghiệp vững chắc và cơ ngơi cực khủng. Bố của nữ idol này chính là đầu bếp trứ danh trong một khách sạn sang trọng bậc nhất trên thế giới. Bên cạnh sự nghiệp thần tượng phát triển ở thị trường Hàn Quốc, Lisa còn từng được mời làm huấn luyện viên trong chương trình nổi tiếng ở đất nước tỷ dân. Điều này đủ cho thấy độ phủ sóng dày đặc của mỹ nhân Thái Lan. Mặc dù giữ kín về chuyện đời tư, nhưng theo tìm hiểu của cư dân mạng, gia cảnh của Lisa thuộc dạng giàu có. Mỹ nhân sinh năm 1997, từng theo học tại trường quốc tế đắt đỏ tại quê hương. Mức học phí được biết còn cao hơn cả Jennie và Rosie. Lisa vẫn là thành viên hot nhất nhịp Blackpink với khả năng rap và vũ đạo điêu luyện và thần thái đỉnh cao. Nữ thần tượng sở hữu lượng fan đông đảo tại quê nhà Thái Lan cũng như Đông Nam Á. Ngoài sự nghiệp âm nhạc, nữ thần tượng còn được biết đến với vai trò người mẫu và là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang lớn. Năm 2021, Lisa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đưa vào danh sách 20 ca sĩ Hàn Quốc nổi tiếng nhất ở nước ngoài, cùng với các nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc như Jiayeon, IU và Bishai.